trường của Henry, đón Henry nè mọi người, trường mới chỗ Henry đang học nè. Rodriguez, how are you? How are you? I'm good. Great. Yes. Him good? Yes. My teacher to go. Bye bye. Okay. Rồi lên lên. Lên lên. Yeah. Lên lên xe ngồi. Rồi rồi lên lên xe ngồi. Okay. Seat belt cái bụng lại. Bố. Hả? Bố. Bố hả? Hôm nay con đi học vui không? Vui hả? Cô giáo dạy gì? Nói mày nghe coi. Cô giáo dạy gì? Dạy quanh. Quậy quanh hả? Wow. Quanh nữa gì nữa? Green one. Green one. Wow. Đã quá ta. Green one. Green one. Good job. Bây giờ mình đi đâu đây? Ở nhà mới. Ở nhà mới hả? Hay đi đi đâu? Đi đi ở nhà mới hả? Nhà của Henry á. Nhà của Henry. Ok, bây giờ mình go nhà Henry nha. Nhà Henry. Let's go. Henry. Ủa, nhà Henry bự bự vậy đúng không hả? Bự bự lớn đâu 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 nè. Bự, wow, bự. Bự quá luôn á hả? Hết biết luôn. Henry thích nhà mới không? Nhà mới. Thích nhà mới hả? Wow. Mời cô chú qua nhà mới của Henry nha. Nhà mới Henry hôm nay là ăn Tết đó nha. Ăn Tết. Ăn Tết năm đầu tiên của Henry đó. Thả hai cho con xuống rồi xong đi vô nhà bắt đầu mình đi làm tiếp. Mọi người, ngày hôm nay là ngày mùng 1 Tết và hai vợ chồng sẽ ngồi ăn một cái bữa cơm gia đình đơn giản thôi, là thịt kho hộp vịt nè quý vị. Thịt kho hộp vịt sẽ cuốn với bánh tráng cùng với dưa giá rồi dưa leo rồi và một mớ rau sống. Cái mớ rau sống này ông xã mình nó mua 20 mấy đô quý vị. Với dĩa trái cây nè, nhìn đẹp ha mọi người ha. Ok, giờ mời tất cả mọi người cùng ăn ăn cơm với hai chồng mình nha. Ăn bún cuốn bánh tráng với hai chồng mình nha. Ok. Rồi anh nhúng nhúng đi em. Nhúng nhúng rồi. Nhúng bánh tráng đi. Ngày hôm nay là mùng 1 Tết nha. Hát bài Happy New Year rồi nha. Chúc mọi người bạn sự bình an nha. Đốt pháo mà. Đốt pháo hả? Thôi mất công đi mua pháo cho mình. Rồi, đó. Bữa trước là ăn cuốn bánh tráng vào đêm giao thừa. Trước đêm giao thừa. Lấy mới còn cái này chưa? Rồi á, bây giờ thì sáng mùng 1 ăn cuốn bánh tráng tiếp. Tại vì ông xã mình ảnh thích ăn cái thịt kho hộp vịt á. Cái thịt kho hộp vịt cuốn bánh tráng đó mọi người. Để mình gắp miếng bún. Và năm nay thì năm mới Tết đến thì chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và bình an nha. Năm đại dịch, nguyên năm nay đại dịch thì ai cũng làm ăn khó khăn hết. Thì cầu mong là vạn sự nó trở về bình thường. Thì cầu mong là cho năm mới này mọi thứ nó bình thường trở lại. Và tất cả mọi người đều vượt qua cái cơn đại dịch không có bị vấn đề về sức khỏe hay mất mát gì quá nhiều. Rồi nền kinh tế nó cũng sẽ phục hồi sớm lại nha mọi người. Mình bỏ một ít ớt á. Ớt này nè, ớt băm nè. Rồi mình xong mình đổ nước vào. Đó. Bây giờ mình sẽ cuốn chung với cái tất cả các loại rau. Rau này ông xã mình cũng mua 3-4 thứ nè. Sẵn rồi mình ăn rau như thế này cái thì mình chừa cái cuốn lại cho mình trồng luôn. Đây nè. Cái này là canh giới này nó cũng già nè, cái này cũng có thể là gieo được nè. Bây giờ đó là mình gieo dừa rồi, bây giờ mình gieo rau canh giới với tía tô hả? Cái này tía tô đúng không? Gieo rau canh giới với tía tô. Bây giờ mình tía tô mình có rồi, đúng một hàng nó lên rồi. Cái nào mình gieo nó xuống vậy đó, mình gắm nó xuống để cho nó có tra có gốc có rễ, xong rồi vài bữa cái trời nó ấm ấm cái nó bung lại, nó bung lá lên ra lại.
Nè, con này quế nè mọi người. Quế rồi nó còn nó quế mà nó điều nó không được đẹp, nó hơi quéo một chút xíu. Mà mùa này là chỉ có vậy thôi mọi người. Ở Việt Nam á, nhiều khi mình ăn mình thấy rau nó có quanh năm ha. Còn bên đây là có mình ăn theo mùa. Ăn bên đây là ăn theo mùa nha quý vị. Ăn rau, ăn cơm cũng ăn theo mùa nha. Mùa đông á thì ăn rau đó. Mà ăn xong ăn bữa rồi. Mùa đông thì mình sẽ ăn theo mùa đông. Còn á mùa hè thì phải ăn theo mùa hè nha mọi người. Miếng thịt kho hộp vịt nha. Xé bỏ vô. Này, xé cho nó dài dài ra để mình cuốn cho nó, mình cắn cho nó dễ. Trứng á là dầm vô cái nước. Nó lấy cái trộn đỏ cho nó, nước nó sệt lại để chấm cho nó ngon. Nhưng mà có điều nó bự quá nè. Cái gì bự? Thịt. Cục thịt nó bự quá. Lấy nguyên cục thịt bự quá, to quá. Ông xã mình anh dầm cái trứng vô, cái trứng nó văng ra đây. Rồi. Đây mọi người. Thì ăn như thế này nha mọi người. Đó, cái trứng thì sẽ dầm vô như thế này. Rồi xong cái thịt kho thì cuốn vô đây. Rồi chấm. Chấm nè. Rồi. Mời mọi người nghe ăn đói bụng rồi mọi người. Không nói gì hết. Cuốn rau hết sảy. Hay chấm đậu rau. Cứ chấm rau là ngon à. Ngon quá. Không còn bỏ giá. Có. Một cái mười nó là hai chồng em ăn thiếu món dưa giá. Đúng rồi. Món dưa giá này là mình thích mua. Không có gì giá. Thứ nhất là em làm nó hay dễ bị hư lắm. Mà ăn mau. Ăn rau là hư. Cho nên em ít khi làm dưa giá lắm. Em chỉ làm cải chua. Cái trong cái tương ớt hả? Tương ớt hả? Nó có vị chua. Cho nên khi mà mình nhúng vô á, với cái nước thịt kho lạ hả, cái thịt kho nó có vị chua chua mặn mặn đó. Có bỏ miếng trứng vô này dầm dầm vậy quý vị, cái nó bé béo, nó bùi bùi. Em gói trước anh mà. Thịt kho hộp vịt này là ông xã mình năm nay ảnh đổ tài ảnh nấu nha mọi người. Mỗi năm là mình nấu, mình làm bếp, mình trang hoàng nhà cửa, rồi mình lo này lo kia trong nhà rồi mình ăn Tết. Nhưng mà năm nay thì có được cái sự trợ giúp của trợ lý nha mọi người. Năm nay là có trợ lý hỗ trợ nha, hỗ trợ về cái mảng gọi là mảng gì ta, mảng hậu cần. Đúng rồi. Năm nay là có trợ lý hỗ trợ cho cái mảng hậu cần nha cô chú. Cho nên em cũng đỡ mệt hơn. Mỗi năm là em ở nhà cái hoặc là em đi làm thì em cũng về em cũng tranh thủ em nấu ăn, rồi em giống như là trang trí trang hoàng rồi dọn dẹp nhà cửa rồi. Nhưng mà năm nay thì ông xã em cũng phụ. Ông phụ ví dụ như hôm nay là muốn ăn món gì đó thì nói trước là nói mà anh em đi làm vậy đó, chiều về anh bỏ cái đó ra anh nấu vậy đó, thì ảnh nhà anh làm sẵn cho mình vậy, mình về chỉ có là mình bày ra rồi mình quay phim thôi thì cũng đỡ. Hôm nay thì ảnh cũng biết là mình quay phim YouTube á, mình cũng mệt á, do mình nấu ăn này cái nọ cũng cực cũng mệt, cho nên ảnh hỗ trợ như vậy cũng là quá hứa rồi mọi người. Cho nên á nhiều khi á hồi đó hả, có những người họ làm YouTube mà thường là đàn bà làm YouTube với đàn ông, họ không có tin tưởng, họ nghĩ là làm phụ nữ làm ba cái đó là người ta làm được thôi chứ bà làm gì được, kiểu là người ta nghĩ là cái điều đó nó rồi lắm, là những cái bà đàn bà là yếu chân mềm giống như mình á không bao giờ làm được, cho nên nhiều khi họ không có đặt niềm tin vô. Mà trong khi đó mọi người thấy có rất là nhiều cái kênh YouTube rồi, là khi mà họ họ làm thành công á, khi mà họ làm thành công á thì người chồng của họ nghỉ luôn,
ở nhà giúp họ luôn. Tại vì có khi những cái lúc mà YouTube họ làm á, họ mà bỏ thời gian ra nhiều rồi công việc của họ nhiều vô cái phần đó đó, có chứ, có bún nè. Thì cái lúc đó là bắt đầu cái người chồng á ở nhà hỗ trợ về cái mảng mà chở đi mua đồ hoặc là giúp sơ chế những cái sản phẩm đồ ăn hay gì đó đại loại, hoặc là chở đi chỗ này chỗ kia, đó là hỗ trợ về cái mặt khi mà kỹ thuật á. Bây giờ thì nó ông xã này bắt đầu mình làm ông không có tin luôn, ông nghĩ nữa, ông thấy mình hay nhiều chuyện á, ông nói mình á, ông hay nói mình á là hai cha con nói chuyện với nhau á, mẹ nhiều chuyện của con đâu rồi hả. Rồi trong đồng ẩm á, cái nghĩ là mình là một người đi lên mạng thấy nói chuyện thấy kiểu là tám vậy thôi chứ làm không được gì đâu, tất nhiên là chỉ ham vui thôi chứ không có làm ăn gì được đâu. Cho nên á, ông không có tin tưởng, ông cứ để cho mình làm rồi ông nhiều khi ông còn quạo với mình nữa, có thời gian mình làm YouTube ông quạo với mình nữa. Và hoàn toàn không hỗ trợ mình luôn, giống như á cái lúc đó mình hay livestream á, nếu ai mà biết mình á thì thời gian đầu á các bạn nên nhớ là mình hay livestream buổi sáng một chập và buổi tối một chập á. Thì á lúc đó á, buổi tối ông đi làm về á, mình mượn ổng coi chừng nhóc dùm để mình livestream. Thì lúc đó ông đi làm vậy thì từ 5 giờ tới 7 giờ cũng là 2 tiếng mấy đồng hồ. Thường á là mình ra khung giờ từ 7 giờ tới 9 giờ mình sẽ ra kim. Thế ổng cứ thấy mình lên đó mình ngồi mình nói chuyện hoài á. Thấy ông bực mình, cái ông con mà nó quấy mà nó đá ỉa rồi á. Thằng nào nó chơi á, ổng hay kêu cha kêu mẹ đi. Nhưng mà ổng không biết được tính chất cái công việc của mình, lúc đó mình ngồi mình livestream mình không được bỏ đi. Tại vì khi mình ngồi nói chuyện với khán giả, người ta chỉ có kiên nhẫn khi người ta ngồi ta nghe mình nói thôi. Rồi khi mình đứng dậy mình đi rồi đó là người ta không có nghe nữa. Và mình làm như vậy mình ngắt cái dòng cảm xúc của người ta. Thứ hai đó là người ta ngồi chờ đợi mình như vậy nó sẽ rất là khó chịu. Trời lúc đó này ông không quan trọng, ông cứ nghĩ là cái đó mình lên mạng mình chơi thôi, cho nên đâu có gì đâu mà quan trọng mà phải cứ ngồi đó. Rồi ông cứ kêu là thì em đi lo cho con xong đi, anh nhúng giùm em cái, em đi lo cho con xong đi rồi quay lại nói chuyện. Ý là ông nghĩ là mình nói chuyện chơi thôi. Cách sao á thì ông thấy nè, khi mà giống như ông nghe mình nói chuyện với mấy bà chị đồ nhiều á thì ông hiểu được á là khi mà mình thực sự mình coi nó là một công việc của mình á thì nó sẽ gặt hái ra thành quả cho mình. Cái gì cũng vậy quý vị, mà làm cái gì mà tập trung vào nó, ví dụ như các bạn đi xây nhà, các bạn tập trung vào cái công việc của mình thì các bạn sẽ là một thợ giỏi. Còn nếu như các bạn về làm những cái mảng thông tin, YouTube là một cái dạng mảng thông tin đại chúng, thì khi các bạn tập trung vào nó thì các bạn sẽ là một nghệ sĩ đó. Và lúc đó là anh thấy là lúc sau là anh thấy là mình cứ lãnh lương của YouTube rồi đó, YouTube nó trả lương đều đều rồi xong rồi anh thấy có nhiều khi mình nói chuyện với những người YouTube khác á, tại vì á khi các bạn làm YouTube các bạn có một cái sự kết nối với những người khác á, là thứ nhất á là các bạn sẽ tạo ra được idea mới, tạo ra được cái sáng kiến mới. Tại vì với một người á mà các bạn làm YouTube á hoặc là các bạn mà sáng chế một cái gì đó thì một thời gian nào đó cái ý tưởng các bạn nó sẽ bị nó bị mai một đi và nó đi theo một cái lối mòn và các bạn sẽ cảm thấy không còn ý tưởng nữa đó. Thì á, khi mà các bạn mà có một cái nhóm anh chị em mà chơi chung với nhau xong rồi đưa ra những cái ý kiến của mình hoặc đại loại giống như là mỗi một người sẽ có một cái mảng mà đặc biệt riêng của họ. Ví dụ như với mình á thì cái mảng của mình á là về nói chuyện, còn á một số chị em á thì cái mảng của họ là cái kiểu là ưu điểm của họ là về tin tức hoặc là ưu điểm của họ là về chia sẻ cái gì đó. Thì mỗi một người sẽ làm theo một cái mảng khác nhau. Thì cái khi mà mình bị bí ý tưởng của gì, tại vì các bạn làm thời gian các bạn sẽ bị bí ý tưởng, thì lúc nói chuyện qua lại với nhau vậy đó thì
ảnh thấy là mình làm cái công việc này á, là mình có giống như là mình thật sự là mình làm nghiêm túc chứ không phải là mình làm chơi, và mình đặt cái tâm huyết của mình vào cái công việc của mình á, cho nên nó bắt đầu cấp sau này anh thấy vậy, cái anh cũng hỗ trợ mình với một phần á. Thì bữa cơm gia đình á cũng làm ăn uống như thế này thôi, thì thay vì á thì ăn chỉ là hai chồng ngồi ăn thôi, thì bây giờ là mình ngồi ăn với cả ngàn khán giả ở trên YouTube với mình, rồi mình chia sẻ với họ hoặc là mình nói chuyện với họ như vậy, mình cũng gắn kết được cái cộng đồng người Việt của mình ở hải ngoại. Nên giờ anh sẵn sàng hỗ trợ mình về cái mặt nấu ăn. Mẹ nói chuyện. Hello. Hello. Mâm 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 mâm. Hả? Mà khi mình đi làm về á, bây giờ mới 8 mấy à, là mình ngồi mình có thể quay phim được rồi. Còn lúc trước á là mình phải làm đồ ăn tới 11-12 giờ. Mà có lúc á làm xong không ăn được, tại vì 11-12 giờ mình không ăn nữa. Mà nếu như ăn gì đó, thứ nhất đi ngủ nó sẽ tức bụng, thứ hai là sẽ mập, cho nên mình không ăn. Xong nấu xong mới đem cất tủ lạnh, rồi cuối cùng không quay được video. Sáng thì đi làm, sáng đi làm sớm cho nên đâu quay video được, mọi người biết không? Nhiều khi quay video các bạn thấy nó đơn giản vậy chứ hả, nó đồ ăn mà các bạn có hết rồi, có đầy đủ hết rồi, các bạn bưng lên, các bạn trang trí, các bạn set up một cái background để mà lên hình đó, nó cũng mất cỡ 15-20 phút. Mình bây giờ là mình làm hai công việc á, làm nail và làm YouTube. Nhưng mà bây giờ đối với mình á, làm YouTube là chia sẻ cuộc sống Mỹ thôi, cho nên mình cứ nhẹ nhàng vậy thôi, chứ không có chia sẻ gì những cái chủ đề không có tế nhị như ngày xưa nữa. Lớn rồi phải đầm đắm hả? Hồi trước còn trẻ trâu anh hả? Còn hồi trước trẻ trâu hay trẻ mọt? Trước trẻ trâu nhanh nôi, giờ già tâm lại. Ngon quá. Hôm nay á mình biết là về sẽ ăn bữa cuốn á, cho nên lúc buổi chiều á muốn ăn cái hộp cơm lên theo, mà hộp cơm á là mình lên theo lúc buổi sáng á, mình cái mình lo lay quay, mình lo làm khách với mấy chị có đem đồ ăn vô thêm á, mấy chị mời ăn chung á, cho nên ăn cơm với mấy chị, không phải là cơm á, ăn súp, ăn cái gì, bánh ăn cua hả, cái gì súp á anh, súp cua hả, súp ăn cua, giống gì á, cái loại đó đó, thì mấy chị đem vô với đầu chị, mấy chị mời ăn á, cho nên ngồi chờ ngồi ăn chung với mấy chị, thành giống như em cái, cái ngồi ăn với mấy chị xong cái no mất tiêu rồi, đâu ăn được nữa, rồi ngày hôm nay á là đi tiệm thì ế vắng, ngồi chơi cái xong cái mình với cái cô bạn làm chung, hai đứa mới rủ ra đi Eden để coi múa lân, tại vì hôm nay có cái tiết mục múa lân với mà đốt pháo à, cái em với nhỏ đó hai đứa chạy ra ngoài coi múa lân với đốt pháo, trời ơi nó làm rần mà đốt, đúng là lâu lắm rồi mình mới nghe là đốt pháo, hồi đó lúc em còn nhỏ anh, lúc còn 7-8 tuổi gì đó, lúc mà Việt Nam mà còn cho đốt pháo đó quý vị. Cái là ở Việt Nam á Tết thích lắm, thích đi coi đốt pháo với con mua lân lắm, tại vì ở đâu mà có pháo là ở đó có mua lân đó, là đi theo, mà đi quý vị biết không, không phải là đi theo cái nhà nào đó đâu nha, đi á là đi theo cái đoàn lân luôn, đi đến cái khi nào mà cái đoàn lân nó chạy xa quá là không theo được nữa thì không theo, không đi thôi, chứ còn á lúc đó mình có một chiếc xe đạp nhỏ gì nè, là mình đạp mình đi theo cái đoàn lân, đi theo đoàn lân là đi coi mua lân, tới nhiều khi cái đi xa quá rồi, tại lúc còn nhỏ đâu dám đi xa, nhiều khi một lát không có biết đường về. Cái thứ hai nữa là đạp xe đạp á, đạp xa quá mỏi chân, nhỏ mà sợ đi xa nhà lắm, cái xong có thấy vậy cái đợi nó mình đi hơi xa xa là nghỉ rồi, mà coi đi múa lân cái chợ
lúc đó mình ở chung với mẹ mình với cha mình á, là ở cái chợ đó là nguyên cái khu vực đó là chợ, cho nên á nó múa từ cái chỗ này mà giáp qua cái chỗ kia là nó tới chiều mất tiêu rồi, cho nên coi đã lắm, coi đi theo cứ đi coi. Mà hồi đó không có gì biết, cái lúc đó mà mình còn nhỏ xíu à, với họ có treo cái cây như vậy nè, cái đó gọi là dạng cái giá cái giống gì đó, à, họ treo ở trước cái nhà quá vậy, nhà ngày xưa mua lên không bị gì đó, cho cái kè thẳng lên nó treo tiện cho nó, họ treo gì nè, cái xong cái dầu kéo cái dây pháo xuống rồi bắt đầu họ đốt, rồi cái họ treo kế bên nữa là có một cái dây tiền nữa để cho lân nó leo. Dễ ở dưới em á, hồi đó là họ treo dễ lắm, treo dễ cho lân leo lắm. Múa đổ dầu lên cái cây cây tre nó cho cầm tuột phải chầm người lên. Xong cái đi coi múa lân mà vui lắm, đi lúc còn nhỏ mà đi coi múa vậy đó, rồi xong cái mà thật sự là hồi bây giờ mình coi múa lân mình thấy nó không có đẹp thật sự luôn. Hồi lúc đó đó là mấy cái lân đó là lân đi xin tiền á, thì quý vị thấy múa vậy chứ thật sự nó múa đẹp lắm nha, múa bài múa bản đàng hoàng á, là đi xin tiền, cho nên người ta thích đi coi lắm, và người ta thích treo tiền ở trước á để cho nó lại múa. Còn bây giờ hả, nó cầm cái đầu lân nó lắc xong nó vô lấy tiền nó đi ra, cho nên cấp sau này nó mấy đứa nó làm vậy á, người ta không có làm nữa, người ta không có mở, người ta không có treo tiền cho lân lấy nữa. Người dần dần bị mai một đi mười. Hôm nay đi ra ngoài đi dành chơi, xong quay phim, rồi cái quay phim cái xong cái thấy mua dịch quay đãi cho cái tiệm ăn, tại vì ở tiệm mọi người cứ đãi cho mình ăn hoài á, mà mình đi ra tới Eden mà mình không có mua gì thì kỳ quá. Mua hai phao thịt quay, một phao đem về nhà ăn, một phao đãi tiệm, rồi á mình cũng mua thêm một phao xíu nữa đem lên đãi mọi người. Mà lúc đó mọi người no hết trơn rồi, đâu có ai ăn đâu. Ăn bánh cam đúng chung. Xưa tụi anh muốn ăn á, trước khi tới một cái tiệm nào tụi anh phải bái tổ. Bái tổ xong xưa rồi tụi anh mới múa, mà múa rồi mới đầu mới lấy tiền. Là tiền người ta cho nhiêu người ta bố thí, người ta treo nhiêu mình lấy được nhiêu mình lấy. Và múa là trước tiên á là vô bái thần tài tổ địa trước, kêu bái tổ đó. Đó rồi sau mới đi ra múa. Mà múa là múa nguyên một bài nha. Lắc lại vô nó sách lại nó chạy lại. Múa mà là múa nguyên một bài nha quý vị, chứ không phải là múa cà lắc không à. Nó đi quyền đi rồi đâu bậy được em. Múa xong một lát cái lân ngủ cái xong cái ông địa chọc lân dậy, xong rồi nhiều cái lắm, mà mình thích nhất là cái đoạn mà lân ngủ á. Còn cái này hồi nãy mà em gây đình coi anh, nó cũng đâu có múa cái đoạn lân ngủ đâu. Anh có kể nghe đó, ngày xưa đó người Việt mình múa lân nó vậy đen để kiếm tiền, nhưng mà sau này á cái thằng chủ á, ông già của nó chết rồi, đến con mà nắm huệ đen á, giao lại quyền á, thì nó thấy dễ kiếm tiền những ngày Tết quá, thì nó không cho người Việt mình múa nữa. Nó bắt con cháu nó múa. Cái con cháu nó chỉ cầm đồ lăn ra lắc rồi lấy tiền đi về đó. Em thấy không, là cái như là mười mấy năm nay rồi, gần 20 năm rồi. Rồi tụi anh quê rồi, không có ra chơi nữa là vậy đó. Múa không đẹp, bữa nay mình làm coi. Nghĩ mà, không thấy gì múa đẹp, con cháu nó không á. Lắc nó về rồi. Múa kỳ cục quá, múa gì mà là lắc rồi chân đạp mà múa không có đẹp. Các bạn biết không, mình là cái đứa đi coi lân nhiều nhất luôn á, mà chỉ có thời gian sau mà không có giờ đốt pháo nữa, cho nên không có con múa lân được thôi. Chứ hồi đó là lúc nhỏ tuổi thơ của mình là luôn luôn gắn liền với lân, với cái đoạn mà lân á, là lân đi đâu là mình đi theo đó mình coi. Còn á mình á thì mình còn từ bỏ, mình về sớm, tại mình về sớm mình đi xin tiền lì xì. Còn anh hai rồi nữa hả, là ổng đi từ sáng cho tới mịt luôn, ổng chưa về tới nữa. Anh hai á, ổng đi á ổng đi theo đoàn lân một lát cái lân nó mỏi anh lạc luôn. Không đó, mỏi đi theo vũ đuôi. Biết không, vũ đuôi đâu có đâu không. Những cái đứa nào mà nó múa cái đoạn mà nó dễ á,
chị đi theo vũ đuôi vậy nè, vũ đuôi lân á, cầm cái tay vô vũ vậy nè, cái đầu lắc lắc cái đuôi con lân rồi là vậy đó, cái xong cái tới cái đoạn mà con lân mà nó trèo lên rồi đó, rồi thì cái người ở sau là phải biết thế thì mới dịnh lại đó, thì lúc đó là đổi chồng ừ. Thì lúc đó bắt đầu mới đổi ông ra là cho ông đi ra, là bắt đầu đá cái lân ở trước đó, muốn là kiều là bắt đầu ở ngoài này, bắt đầu đổi lân là chui đi ra, là ông đi ông vũ đuôi lân á, rồi á cái ổng biết quýnh trống nha, rồi cái xong cái đi theo vậy, cái đầu nó người ta dạy quýnh trống, cái lúc mà nghỉ giải lao đó thì dạy quýnh trống, cái tập trong quýnh trống mà ổng quýnh hay lắm ha, mình còn nhớ nha, tùng tùng rồi cái xong cái đoạn mà con lân mà nó ngủ ra, cái con lân mà nó ngủ mà khi mà ông đĩa kêu lân vậy đó, cây kiểu ấy cây khổ, ổng làm hay lắm ha, ổng đánh là ổng biết cái đoạn nào, cái nhạc như thế nào để đánh cho lân ngủ, rồi cái nhạc như thế nào để đánh cho kêu lân dậy, ông biết, anh quýnh đúng bài luôn, cho nên á lúc mình đi coi cái này mình nói trời, nó coi chán chết luôn, mình nói thiệt, nói coi nó hả, không lẽ mà tụi bay đi ra đi để tôi vô tôi múa cho tại vì mình biết cái cách múa lân nó múa đẹp, nó không phải là xấu như vậy, mà nó không phải là tệ gì, mà người ta múa nhìn con lân rất là có hồn anh hả, múa là nhìn y như con lân thiệt vậy đó, chứ không phải là cái múa cái kiểu này coi chán lắm, để mình up video lên cho bạn xem mà các bạn sẽ thấy, nếu các bạn xem video là các bạn sẽ thấy múa con lân trời ơi thấy thiệt, nó chán dễ sợ luôn, còn có chủ không mà người ta, quý vị biết không, cái từ cái đứa vũ đuôi cho tới cái đứa mà cầm đầu lân là múa rất là đẹp, em hỏi anh nó múa gì đâu, mà hồi đó em đi coi múa lân nha, không bao giờ em thấy được cái mặt của cái thằng múa ở trong cái lân, mặt cái này hồi nãy biết rồi. Mà hồi nãy á là mình đi coi là mình nó múa kiểu gì mà mình thấy cái mặt nó nằm trong đó luôn, quý vị tin không, nó múa kiểu gì mà nó dở cao lên nhìn thấy cái mặt đó luôn, mà người ta múa lân là không bao giờ các bạn nhìn thấy cái mặt, kể cả cái lân mà nó ngáp cái miệng cũng không bao giờ thấy, cái lúc mà ta cho lân ăn cam cho này cho kia ăn đó là bỏ vô trong đó là con lân nó đội múa bị vô uống rượu à, là bỏ vô, cái có nhiều người họ muốn con lân nó xỉn á, cái họ cho uống rượu để con lân nó xỉn, nguyên bình rượu đó kêu mình hút mọi người muốn mình hút mà vui lắm, nhiều khi người ta làm khó con lân vậy mà vui, nó có những cái cảnh vui lắm, cái đầu cái con lân mà nó, tại vì khi con cho con lân uống rượu thì con lân nó phải xỉn, mà xỉn thì sao, xỉn là bê bê gì nè cái sau cái là phải múa theo cái bài quyền bê bê nha, chọn có cái bịch bao lông thì đổ vô theo không đó, nếu mà hút cái ống á thì đó, nhưng mà vấn đề ở chỗ là người ta thích coi cái cảm giác là khi con lân nó uống rượu xong rồi con lân nó xỉn như thế nào, rồi cái bắt đầu phải múa cái đường quyền của con lân nó xỉn, là mày coi em lúc con lân mà nó xỉn vui lắm, gì nè ỉm cái bọn dở cái giọt lắm ỉm gì nè, mà nhìn nó cưng lắm, mà người ta múa con lân xỉn nó nhìn đã lắm luôn, cho nên mình rất là mê đi coi múa lân, hôm nay mình ra mình coi để tận mắt coi múa lân như thế nào, mà cái này dạng là cũng là đòn đó, nó mặc nguyên một cái bộ đồ đòn luôn á, chứ không phải là mặc cái quần không nha, nguyên bộ đòn gọi là đòn lân sư rồng á, mà không biết lân sư rồng này dạy kiểu gì mà thiệt nó dở coi chán chết luôn á. Ngày xưa những cái người múa lân á là phải biết võ, phải học từ võ rồi đi ra mới đi múa lân. Mà quý vị biết ha, cái lúc mà con lân mà người ta đỡ từ dưới á, mà họ đỡ lên á, nhìn rất là đẹp, nhịp nhàng mà đẹp lắm kìa, còn kia nó cũng đỡ, cũng coi cũng được thôi, cũng tạm thôi, nhưng mà còn đẹp thì chưa có đẹp. Thật sự là mình coi múa lân, mình kỳ vọng vào cái múa lân nó nhiều lắm luôn, mà tới cùng mình ra mình coi chẳng có gì hết trơn. Không hay, không thích. Không, no rồi. Không. Nhưng mà hôm nay vậy cũng được, cũng vui rồi. Là hôm nay mừng Tết cũng được không? Đi ăn Tết đi ra ngoài mà y đình để biết cái cảm giác Tết chứ. Khi nó đi sớm, về chứ, sớm là mỗi năm á. Chứ mọi năm á là không có được ra ngoài lá luôn, bận đi làm, do cái tiệm bên đây ế, cái mùa này nó ế là sao, mùa khai thuế anh ế sao á, có khách bút hẹn không có, hai đứa rủ nhau đi, xong rồi đi xong rồi có mình về mình ngồi chơi, chắc ngồi chơi em làm được con hay gì á, làm được con hay gì á, cái xong em làm xong rồi em đi rước Henry, em mới rước Henry đi học về, xong rồi chạy lên chảnh làm nữa, là lúc em nói anh chạy về sớm á, là chạy lên chảnh đi làm đừng con khách, là con đó em làm tay phiêu hả, tay phiêu với sơn phen thôi à, là làm đúng con đó là tay phiêu sơn phen, quát chân mày quát môi rồi xong là đi về luôn á, là ngồi chơi khoảng thêm nửa tiếng nữa là đi về luôn á, mà em làm con đó là lúc 5 giờ em lên em làm con đó, mà em làm tới 6 giờ 6:30, tại vì làm xong á là 6:15,
vô quát chân mày với quát môi nữa thì cỡ 10 phút gì đó thì đi ra làm là xong khách rồi đó. Hôm nay làm được có 100 mấy chứ nhiêu, vắng tiệm vắng lắm không rồi. Cho nên hả, tết nhất ở bên Mỹ chỉ như vậy là vui thôi quý vị, chứ nếu thật sự mà đòi hỏi mà nhiều quá giống như Việt Nam thì khó lắm, không có vui nổi đâu. Không có rồi đó, ở Mỹ vậy là vui rồi đó quý vị. Rồi ở Mỹ vẫn đi làm cho tốt đó, đi làm đó quý vị, thấy Henry cũng còn đi học quý vị thấy không. Ok rồi, thôi xin phép mọi người kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, nếu đừng quên đăng ký like subscribe kênh cho mình với nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye 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 anh bye bye.